Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Thưa quý vị, người xưa thường nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Ý nói rằng một gia đình có hạnh phúc hay không ấy, đều nhờ vào cái phúc phần của người phụ nữ. Trên thực tế, có những người phụ nữ trông bên ngoài rất đơn giản, nhưng bên trong họ lại là cả một cái hào quang chiếu sáng. Có số nữ vương, chuyện nhà cửa thì đều một tay lo toan chu đáo hết. Trong 12 con giáp, chỉ có 5 con giáp được lộc trời ban cho cái phúc phần ấy. Đàn ông mà lấy được họ làm vợ, chỉ cần nghe lời thì sẽ được giàu có lên gấp bội. Gia đình thì luôn được êm ấm, hạnh phúc. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp nữ vượng phu ích tử này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 5 con giáp nữ có mệnh giàu sang, càng già càng giàu, cả đời sung túc, ấm êm giàu có. Có những người phụ nữ dù nhan sắc rất bình thường, nhưng bên trong ấy lại mang nhiều cái phúc khí nhân hậu, có thể đem lại nhiều cái may mắn cho nhà chồng. Nhiều người cho rằng chỉ có đàn ông mới bảo vệ được phụ nữ, nhưng trên thực tế thì cái sự sung túc và sự yên ổn của đàn ông ấy có được đều là nhờ vợ mà ra. 40 tuổi là cái mốc để đánh dấu về cái sự thành công hay là thất bại của một người đàn ông. Ở độ tuổi này, họ giàu có về mặt tinh thần hay vật chất hay không ấy, thì đều phụ thuộc vào cái phúc phần và cái số phận của những người vợ họ. Trong 12 con giáp thì có 5 con giáp nữ có cái phúc lộc trời ban. Mặc dù cái phúc lộc ấy đến hơi trễ, nhưng lại là cái thời khắc hoàng kim. Và quan trọng nhất là nếu lấy được 5 con giáp này làm vợ, thì cuộc sống của người đàn ông cũng gì trở nên giàu có và đều được hưởng cái phú quý suốt đời. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. 1. Tuổi Dần. Thì phụ nữ tuổi Dần trời sinh là những người có nhiều phúc khí, nhiều tài lộc. Họ là những người mà có tính tình ngay thẳng, nghĩ gì thì làm đấy. Một khi đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Họ không thích đi đường vòng và không thích bày mưu tính kế hại ai cả. Rất biết cảm thông cho những người khác. Người đàn ông nào mà lấy được những người phụ nữ này làm vợ ấy, thì cuộc sống gia đình sẽ rất hạnh phúc, ấm êm, bởi họ là những người tháo vát, biết chăm lo cho gia đình. Dù đôi khi quá mức mạnh mẽ, thích chỉ huy người khác, nhưng về tổng quan ấy thì họ biết cách lắng nghe và họ biết khi nào bản thân nên lùi lại để người chồng của mình nắm quyền lãnh đạo trong nhà. Phụ nữ tuổi Dần rất tế nhị, bất kể là trên phương diện gì đi chăng nữa thì họ cũng đều tính toán một cách cụ thể và họ cũng gì chính là cái trợ thủ đắc lực của người chồng. Như đã nói ở trên thì những người tuổi Dần là những người mạnh mẽ, độc lập, tự tin và dũng cảm. Trong mọi trường hợp, trên mọi phương diện tình cảm ấy, thì họ là những người thẳng thắn, thành thực. Vì thế, dễ chiếm được cái lòng tin của những người khác. Họ thù ghét cái sự bất công và họ dám liều mạng để bảo vệ cái suy nghĩ ấy của bản thân mình. Bẩm sinh những người tuổi Dần là những người hiếu động, thích sự thay đổi nên họ thường sống phiêu lãng. Trong cái độ tuổi trung niên thì số phận của họ không được yên ổn, cũng không có được một cái chức vị trọng yếu nào. Nhưng mà sau khi vượt qua khó khăn thì họ sẽ được hậu vận tươi sáng. Ngoài ra thì họ còn là những người mà có cái mệnh phú quý. Sau khi kết hôn thì không chỉ cuộc sống, sự nghiệp của họ gặp nhiều cái thuận lợi mà họ còn đem lại cái may mắn cho cái nửa kia của mình. Càng về già thì cuộc sống của họ lại càng giàu có và càng sung túc và đầy đủ hơn. Tiền bạc thì cũng chẳng bao giờ là vấn đề đối với những người tuổi Dần. Phụ nữ tuổi Dần thì rất thông minh, kiên định và có cái lòng dũng cảm. Họ có tính cách khá là thẳng thắn nhưng lại cực kỳ khéo léo và biết nhìn xa trông rộng. Đấy, điều đó sẽ giúp cho con cái của họ cũng sẽ được thừa hưởng cái phẩm chất này. Ngay từ khi còn bé thì chúng đã rất khéo léo, giỏi giang. Và sau này trưởng thành ấy, thì cái sự nghiệp thành công vang dội, tài năng thì được nhiều người công nhận. Hơn nữa, chúng cũng được sống trong gia đình có của ăn của để nhờ cái công lao của mẹ tuổi Dần. Nên họ sẽ có đủ điều kiện để hoàn thành hết các kỹ năng, các tri thức của bản thân. Thì ngoài ra, chúng được mẹ dạy dỗ cẩn thận. Nên là khi trưởng thành thì dù đạt được nhiều cái thành tích, nhiều thành công, giàu sang nhưng vẫn rất hiếu thảo. Đó là con giáp đầu tiên là những người tuổi Dần. Tiếp theo, con giáp thứ hai, càng già càng giàu, đó là con giáp nữ tuổi Ngọ. Phụ nữ tuổi Ngọ vốn là những người yêu thích cái sự tự do và phóng khoáng. Họ khá dễ chịu và thoải mái trong mọi cái tình huống, nhưng đôi lúc lại khó kiềm chế được cái sự nóng giận của mình. Tuy nhiên, trên thực tế thì những người phụ nữ tuổi Ngọ lại có trái tim nhân hậu và hay thích giúp đỡ người khác. Vì vậy, cuộc sống của họ khá lạc quan và có ý nghĩa. Trong cuộc sống hôn nhân thì những gia chủ tuổi Ngọ được trời ban cái phúc phần may mắn. Có số là nữ vương và có mệnh là vương phụ. Vì vậy, ai cưới được phụ nữ tuổi Ngọ thì được xem là những người được hưởng phúc. Nữ tuổi Ngọ là cô gái trong mơ của bất cứ chàng trai nào, đầy khí thế vui vẻ và
độc lập một cách là gì? Đáng kinh ngạc. Họ có thể tham gia bất cứ các trò chơi nào hay là hòa đồng vào bất cứ cái nhóm bạn nào mà họ thích. Trong công việc thì nữ tuổi Ngọ làm việc đặc biệt hiệu quả. Để hoàn thành nhiệm vụ, họ chỉ cần bỏ ra nửa cái thời gian so với những người khác. Có khả năng là kiếm tiền và giữ tiền, nhưng mà làm giàu thì không phải là cái động cơ của những người phụ nữ tuổi Ngọ. Họ là những người có tâm hồn khao khát cái sự tự do. Với phụ nữ tuổi Ngọ ấy, thì tự do được là chính mình còn có ý nghĩa hơn nhiều với cái chuyện tiền bạc. Cái tính độc lập sẽ khiến cho họ không muốn bị thuần hóa hoàn toàn. Khi mà giữ được cái cảm giác là chính mình ấy, thì họ sẽ cảm thấy hài lòng. Nhưng đôi khi thì cũng hơi thái quá. Cũng chính cái tình yêu tự do này có thể thiêu cháy những cái người xung quanh. Nữ tuổi Ngọ, đặc biệt là Giáp Ngọ và tuổi Mậu Ngọ sẽ kiên định hơn là nam giới tuổi này. Họ sẽ không sốt sắng chờ đợi mọi việc tốt đẹp mà gì, họ sẽ kiên nhẫn chỉnh thể cái sức mạnh của mình. Tuổi Ngọ có cái nhìn sâu sắc và tinh tế. Họ biết cách chiều lòng những người xung quanh, đặc biệt là chồng của mình. Nên đa số tuổi Ngọ thường là những người đều được chồng yêu thương hết mực. Bên cạnh đó, người chồng nào mà càng nghe lời vợ tuổi Ngọ thì tài vận sẽ càng dồi dào, cái sự nghiệp thì càng được thăng tiến. Nhìn chung tuổi Ngọ có số sướng ở cái hậu vận và sống hạnh phúc, hưởng phúc cả đời bên chồng bên con gái. Sau khi kết hôn thì tuổi Ngọ sẽ yêu thương và chăm sóc, chăm lo cho chồng con vô điều kiện, sẵn sàng hy sinh cái đỉnh cao sự nghiệp để lùi về làm mẹ, làm vợ hiền sâu thảo. Phải công nhận rằng ông chồng nào mà cưới được những người phụ nữ tuổi Ngọ thì là vô cùng may mắn. Bởi lẽ cái sự thông minh và cái sự tinh tế của những người tuổi Ngọ, họ sẽ dư sức giúp đỡ các anh thành công trong công việc. Bên cạnh đó, họ có thể thay các anh quán xuyến mọi việc trong nhà một cách chu đáo nhất. Thì nhìn chung, phụ nữ tuổi Ngọ là ngôi sao may mắn của gia đình. Ai có họ bên cạnh thì hãy nhớ giữ gìn một cách cẩn thận. Con giáp nữ càng già càng giàu thứ ba, đó chính là những người tuổi Dậu. Tuổi Dậu có lẽ là những người phụ nữ thích ôm đồm nhất trong 12 con giáp. Họ luôn muốn phấn đấu làm giàu, lao động để chồng con có cuộc sống đầy đủ nhất. Chăm chỉ là như thế, nhưng mà về mặt tài vận thì họ không hề gặp may trong cái khoảng thời gian đầu đời. Thậm chí còn bị kẻ tiểu nhân phá rối, công kích khiến mọi người nghĩ sai về mình. Tuy nhiên, nhờ cái tinh thần kiên trì, không ngừng nghỉ và cố gắng trong cái mọi hoàn cảnh mà họ sẽ có được những cái thành công vang dội. Ở tuổi Dậu, người ta thấy rõ nhất là cái sự siêng năng và chăm chỉ của họ. Họ luôn nhìn lại quá khứ để biết mình đang thiếu sót những cái gì và nỗ lực bù đắp cho tất cả những cái điều đó. Phụ nữ tuổi Dậu là những người mà thận trọng, tinh thần trách nhiệm thì cao, làm việc thì chăm chỉ và không biết mệt mỏi. Đấy. Chẳng cần phải nhăng xị thì họ vẫn thực hiện được hàng đống cái công việc. Khó có thể tìm được những người phụ nữ nào mà làm việc hiệu quả hơn những người tuổi Dậu. Khi mà họ đưa ra cái quyết định làm điều gì thì các cô nàng này không chịu nghe bất kỳ một ai. Và rất nhiều người sẽ phải tìm đến để xin những lời khuyên, những lời chỉ dẫn. Và những nữ gia chủ tuổi Dậu thì cũng là những giáo viên kiên nhẫn và thấu đáo, là một người mẹ thận trọng và che chở, là một người vợ mà biết quan tâm đến gia đình. Phụ nữ tuổi Dậu kiểu cách từ trong máu lại thu hút nam giới bởi cái nhìn nghiêm túc và thực tiễn về trong cái cuộc sống. Tuổi Dậu thì thường khá rõ ràng trong cái cảm xúc, hoặc là thích hoặc là không thích. Với họ không tồn tại cái thứ tình cảm gọi là lực lưng. Tuy rất thẳng thắn khi mà trình bày các quan điểm về ý tưởng của mình, họ vô cùng là kín tiếng về những cái rung động của con tim. Không phải loại người mà ruột để ngoài ra. Khi mà chung sống với những người mà sinh năm Dậu ấy thì không phải là chuyện dễ dàng. Con giáp này thì thích chi phối bạn đời, nhưng mà làm như vậy để cho vui và để thể hiện, chứ không phải là nhu cầu thực sự. Tuy nhiên, bỏ qua cái sự bướng bỉnh, bỏ qua sự kiêu hãnh, hay bỏ qua những cái lời dị nghị ấy, thì những người tuổi Dậu sẽ là một trong những con giáp lãng mạn và khá là chu đáo. Tuy nhiên, hai con gà mà chung sống với nhau ấy, trong một mái nhà thì lại là một thảm họa cho cả đôi bên. Một khi đã tìm được cái hạnh phúc trong cái mối quan hệ lâu dài thì tuổi Dậu rất hiếm khi lừa dối hay là làm bạn đời mình phải thất vọng. Tuổi Dậu thì không phù hợp với những người bạn đời nhạy cảm. Họ cần những người mà tính tình ổn định, có thể chấp nhận tất cả những cái tốt và xấu của mình. Một người mà dám dũng cảm đương đầu với những chú gà kiêu hãnh, cùng với những lời lẽ có thể là rất khó nghe của họ. Con giáp này cũng cần những người bạn đời biết giúp họ xì bớt cái quả bóng kiêu hãnh của mình khi nó bay quá cao và chấp nhận cái niềm tự hào thường trực của họ. Nữ tuổi Dậu là con giáp nữ giàu có bởi họ có số may mắn là những người phụ nữ vượng phu vượng tài điển hình. Sau khi kết hôn và sinh con thì phúc đức và vận may của những người tuổi Dậu sẽ dồi dào hơn họ nghĩ. Họ là một trong những con giáp mà có cái số vượng phu, vì vậy
ai mà lấy được những con giáp nữ này ấy, thì cái sự nghiệp cũng được rạng rỡ, làm việc gì thì họ cũng sẽ gặp được cái cơ hội phát triển trong cuộc sống và trở nên dư giả hơn, có điều kiện hơn chăm lo cho bản thân và chính những người yêu thương nhất. Đặc biệt là vào giai đoạn 40 tuổi thì thời cơ thịnh vượng cái lúc này mới thực sự chiếm nở. Vì vậy các bạn hãy tranh thủ để gây dựng cái cơ nghiệp của mình. Có ít thì đầu tư ít, có nhiều thì đầu tư nhiều. Từ khoảng thời gian này trở đi về sau ấy, thì cuộc sống của vợ chồng quý cô tuổi Dậu sẽ khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Gia đình vợ chồng thì sẽ được nhiều của cải và hưởng cái sái rất nhiều từ người vợ. Đó, đó là những người tuổi Dậu, con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp nữ càng già càng giàu thứ tư, và chính là những gia chủ tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất thì những ngày đầu tự lập vất vả hơn những con giáp khác rất nhiều. Họ thật thà, cương trực nhưng lại thiếu đi cái sự may mắn. Dù phải đối mặt với những trở ngại thế nào đi chăng nữa thì họ đều cố gắng vượt qua tất cả. Họ luôn sống rất có nguyên tắc. Họ không muốn phụ thuộc vào ai. Họ có lòng tự trọng rất cao và đều tự mình gây dựng cái thành công. Sau 35 tuổi thì cái vận mệnh của những người phụ nữ tuổi Tuất sẽ bước sang một trang mới. Họ tha hồ mà tận hưởng cái thành quả lao động của mình có được. Nhà lầu xế xị, con cái thì đề huề. Họ sẽ không thiếu bất cứ một thứ gì, chỉ cần chờ đợi đến cái thời gian đó thôi. Nhiều người thì không tin phụ nữ tuổi Tuất có khả năng giúp chồng trở nên giàu có. Nhưng mà trên thực tế thì rất nhiều các cặp đôi vợ chồng tuổi Tuất đã làm nên những cái kỳ tích cho gia đình của họ. Tuổi Tuất vốn là những người phụ nữ chịu thương chịu khó. Họ biết khiêm tốn và biết mình là ai, biết mình với ta. Mặc dù đôi khi cái tính tình khá là bướng bỉnh, nhưng mà rất cố gắng và rất kiên trì. Một khi mà họ đã muốn xây dựng cái gia đình yên ấm, hạnh phúc thì chắc chắn họ sẽ làm được. Những năm đầu đời thì phụ nữ tuổi Tuất phải trải qua nhiều cái giai đoạn khó khăn. Nhưng mà nhờ khoảng thời gian sau đó mà họ đã học tập và tích lũy được nhiều thứ hơn. Sau khi kết hôn, bằng cái sự bản lĩnh của mình, tuổi Tuất đã thừa hưởng cái khả năng giúp bản thân và giúp cho người chồng gây dựng được cái sự nghiệp lớn. Thậm chí, nếu mà may mắn không đến với những người chồng thì chỉ cần có sự giúp đỡ của những người phụ nữ tuổi Tuất thì mọi thứ đều trở nên êm đẹp vào cái tuổi 35. Đây là một khoảng thời gian đẹp nhất. Vì vậy, các anh chị tuổi Tuất hãy tranh thủ để gì bùng nổ tất cả các lĩnh vực trong thời gian này để kiếm được cái gia tài lớn cùng vợ con sống sung sướng suốt cuộc đời. Đó là những người tuổi tuổi Tuất, con giáp nữ may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp nữ càng già càng giàu thứ năm, đó chính là những người tuổi Mùi. Phụ nữ tuổi Mùi vốn là những người điềm đạm, hòa đồng, nhưng tính tình thì tương đối là nóng nảy. Những người tuổi Mùi thì có thể sẽ rất khó chịu với những thứ mà không vừa mắt họ, hay là thậm chí họ sẽ không kiềm chế được cái cảm xúc mà chỉ buông lời chỉ mắng và một cách không thương tiếc. Nhưng sau đó thì cái tâm trạng của họ lại ổn định hơn. Thế nhưng cái sự giận dữ của họ hoàn toàn hợp lý, khiến cho chồng không thể nào mà cãi lại được. Bởi những người tuổi Mùi ấy, thì nói gì cũng đúng. Nóng nảy là vậy, nhưng phụ nữ tuổi Mùi lại nổi tiếng là những người giỏi chăm con, khéo chiều chồng, lại quản lý chi tiêu không ai sánh bằng, khiến cho người chồng họ tự hào và càng thêm yêu chiều những người phụ nữ tuổi Mùi hơn. Mang cái mệnh vượng phu ích tử, lo cho chồng cho con, lo cho cả gia đình có của ăn của để, con cái thì học hành giỏi giang. Đó là điều một tay mà những người phụ nữ tuổi Mùi làm nên. Nếu mà anh chồng nào được thăng quan tiến chức trong cái sự nghiệp thì hãy biết ơn những người vợ tuổi Mùi thật nhiều nhé. Người mẹ tuổi Mùi thì cho rằng cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời chính là gia đình của mình. Chính vì vậy họ dành toàn thời gian để ở bên cạnh chăm sóc và nuôi dưỡng con cái. Những người phụ nữ tuổi Mùi sinh con thì thường có tính cách là mạnh mẽ, nhân cách thì tốt, IQ thì cao. Những đứa trẻ thường khác so với những người bạn cùng lứa, tự tin hơn và vượt trội hơn. Trẻ sinh ra với người mẹ tuổi Mùi thì luôn nhận được đầy đủ cái sự yêu thương, chăm sóc và quan tâm. Đồng thời, trẻ cũng được nuôi dạy một cách khoa học và bài bản. Khi mà trưởng thành lên thì những đứa trẻ này thì không chỉ có cái khả năng xuất sắc mà còn có cái nhân cách tốt, luôn nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân và đạt được nhiều cái thành công trong cuộc sống, khiến cho mọi người phải nể phục. Quý vị thân mến, có thể nói con giáp ở trên là một trong những bà mẹ tốt, một người vợ tốt. Nhưng mà vận mệnh có trở nên giàu có hay không ấy, là do quá trình tích tích của mỗi người, của từng con giáp và ở từng cái thời điểm để có thể thay đổi cái vận số. Vậy nên các bạn hãy vững tấm lòng nhân ái và hướng thiện để đạt được cái số mạng nữ vương ở cả gia đình và ở cả ngoài xã hội. Trên đây là top những con giáp nữ may mắn nhất có được cuộc sống giàu sang sung túc
càng già càng giàu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.